Bây giờ anh nói đi. Anh Tâm, anh thấy anh chạy một đoạn đường anh thấy như thế nào anh Tâm? À, cái xe VinFast này đó, nó đúng ra nó đầy đủ rất là tiện nghi. Và cái xe chạy rất là đồng. Không thua gì những cái xe chạy xăng khác. Thật ra tôi rất là ngạc nhiên. Cái xe VinFast này nó chế rất là đủ tiện nghi, chỉ sử dụng trên cái màn phím thôi. Đó là đồng thời nó lái tự động hết, nó cua cho mình. Nó theo cái dòng cung của mình. Thưa mình nha, rất là hay. Và nãy anh có thử cái chương trình mà chạy ADAS á, tức là buông tay đó, thì anh thấy là cái nó cảm giác như thế nào? Thưa mình nha, đây là rất độc lắm. Mình thả buông tay, buông thắng thì cái xe á, khi mà đi đường cong á, thì khi buông tay ra thì tự động nó đi. Tự động nó đi theo cái chiều mà cái đường cong. Đó, thì cái tốc độ nó cũng là đi theo cái tốc độ luôn. Đó là cái xe đó nó tự nó điều khiển, mình không phải cần điều khiển về với cái vấn đề cái đường cong. Thưa anh nha. Hello anh. Sao anh Tâm? Anh chạy một vòng anh thấy thì sao anh Tâm? Anh có cảm giác như thế nào? Thì cảm giác cái xe VinFast này đó, theo mình Minh Giang đã cho mình chạy thử một vòng trên freeway, ở trong đường local và freeway. Thì trong đường local thì cái xe chạy rất là, mình thấy rất là an toàn. Và đồng thời cái độ nhún với cái độ chỉnh đó thì cũng rất là cứng cáp, cũng rất là im. Và đồng thời mình ra freeway mình chạy cũng trên 60 mai một giờ. Nó trên freeway 22. Đó thì nhưng lúc mình chạy đó thì mình thử qua những cái cua đó thì mình buông tay lái. Mình buông tay lái và buông thắng thì tự động nó đi theo cái chiều của nó. Lúc đó mà mình không cần phải chậm thắng, chậm ga gì hết cả. Nó sẽ đi tự động. Và đồng thời nó sẽ cua theo cái chiều mà cái freeway đi cua thì nó sẽ cua đi theo. Và hơn nữa là cái độ êm của nó đó thì không phải là êm lắm mà nhưng cái xe rất là cứng cáp. Cái xe rất cứng cáp thưa mình nha. Thưa anh Minh Tâm, anh thường sử dụng nhiều loại xe rồi thì anh thấy cái mẫu mã của chiếc xe này như thế nào anh? Cái mẫu mã này đó thì thưa mình nha, rất là đẹp. Nói chung là rất là đẹp. Có vẻ là sport, cũng không thua gì những cái xe của tuổi Âu Châu. Tuổi Âu Châu nó chế cũng mẫu mã này. Và đồng thời bây giờ tuổi Mỹ cũng chế, cái Nhật cũng chế cái kiểu mẫu, cái khuôn mẫu này vừa tầm cho những người Á Châu mình và những người Mỹ đi. Mà cái mẫu này mình thấy cái mẫu này nó cũng tựa giống như là giống như xe cái Lexus, nó cũng có cái mẫu này. Lexus mới đó, xe Lexus nó cũng có cái mẫu tựa giống như này ở cái đít. Thì vừa rồi anh cũng có thấy là nhiều người họ mở cái cốp xe đó bằng cái cách mà quơ chân ở phía bên dưới đó. Anh có thể là thử được coi. Cái này thử nha. Nó cần đá không? Hình như đá, nó đã quơ ngang qua, hình như nó quơ ngang qua ở phía xem. Không thấy mở nè. Chỗ nào? Có cần đá vô có lẽ là nó đây nè. Ồ, ngay chỗ này. Đồ, đây nè, đây bên đây nè. Bên đây hả? Có anh quơ là một cái là thử rồi nó đóng, nó đóng lại cái. Không, nó quơ, nó quơ. Đóng lại không? Đúng rồi. Thưa quý vị, mình nói khúc này rất độc đáo, ha. Thì mình không đá, mà không phải đá như mọi người nói là mình chưa quơ ra đúng cái chỗ cái sensor của nó đó, thì cái cửa, cái cốp, cái thân xe phía sau tự động mở lên. Bây giờ mình đá, mình quơ thử nó đóng lại nha. Chưa đúng chỗ này. Rồi. Đúng rồi. Và quý vị cẩn thận nha. Đây là cẩn thận nha. Đây là khi mình quay chân đó nên nhớ đứng xa chứ không thử, không thì cái thân nó xuống trúng cái đầu của mình đó. Quý vị nhớ nha. Thì đây là cái mình mới thấy, đây là cái kinh nghiệm. Khi mình quay cái chân á nên tránh ra chứ để cái nắp, cái thân của nó sẽ xuống trúng cái đầu của mình. Đó. Rất là cái kỹ thuật rất là tối tân. Và cái đèn, cái đít xe, cái đèn rất là đẹp.
ha. Cái đèn mình thấy cái đèn xe rất là đẹp, theo kiểu của giống như tụi tụi Ý đó, tụi Italy đó, thưa Minh Giang rất là đẹp. À, thưa anh Minh Tâm, anh là một cái người làm báo ở trong cộng đồng cũng khá là nhiều năm rồi. Thì cộng đồng này gọi là cộng đồng chống cộng và có một sự khác biệt rất là nhiều. Khi mà cái chiếc xe VinFast qua bên đây đó, thì trong suốt thời gian vừa qua anh cũng nghe nói nhiều về vấn đề là cộng sản rồi mua xe VinFast làm bưng bô cộng sản, hay là họ chụp mũ cho VinFast là cái gì mà cộng sản các thứ đó. Thì theo anh thì anh thấy cái những cái ý kiến đó như thế nào thưa anh Tâm? Thưa anh Minh Giang, thì ở trên thế giới này, ở trên thị trường này, nói về vấn đề thương mại thì xe Việt Nam hay các nước trên thế giới, bất kể nước nào, thì họ đủ tiêu chuẩn, nhất là nước Mỹ. Những cái xe mà nhập vào nước Mỹ phải đúng đủ tiêu chuẩn, đủ cái safety, đủ cái environment, đủ tiêu chuẩn thì cơ quan giao thông Mỹ họ mới cho nhập vào đó. Thì nếu mà không đủ tiêu chuẩn thì biết như quý vị biết rằng nước Mỹ này không bao giờ cho nhập cái xe vào đây mà không đủ tiêu chuẩn. Thì còn vấn đề mà nội thất hay là cái body bên trong bên ngoài mình không còn biết, tùy theo hãng họ chế như thế nào, đẹp xấu tùy mình nhìn. Mà nhưng về cái safety, về cái an toàn, nhất là ở nước Mỹ, nếu mà không đủ cái sự an toàn, chỉ cái an toàn thôi là người Mỹ thôi, ở đất Mỹ này cái cơ quan giao thông họ không cho nhập vào rồi. Mà anh nghĩ như thế nào khi mà người ta nói rằng mua xe VinFast là bưng bô cộng sản hay là tiếp tay cộng sản, làm lợi cộng sản, đối với một số những cái ý kiến mà hay trôi nổi trên mạng xã hội đó thưa anh? Thưa anh Minh Giang, thưa quý vị, thì quý vị nói rằng là mua xe VinFast hoặc là ủng hộ xe VinFast là tiếp tay cho cộng sản, cái điều đó đối với cá nhân tôi không bằng lòng cái ý kiến đó. Thì thưa quý vị, đất nước Việt Nam mình rất tự hào. Nếu Việt Nam của mình, dù rằng cộng sản hay là quốc gia, dù là mình ở trong nước hay là ngoài nước, mà người Việt Nam mình rất tự hào được chế ra thành ra một chiếc xe, mà một chiếc xe được vào đất Mỹ là còn tự hào hơn nữa, và đồng thời cạnh tranh với những cái xe trên thế giới. Thì đó là một niềm tự hào cho đất nước của mình. Và không những đất nước của mình phải tạo cơ hội, phải có những cơ sở công ty phát triển để cho đất nước của Việt Nam mình đã tạo công ăn việc làm cho đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại. Nếu xe VinFast ra ngoài hải ngoại mở các cơ sở để chế tạo cái xe VinFast này thì cũng tạo công ăn việc làm cho đất Mỹ, cho người Mỹ, trong đó có người Việt Nam nói riêng. Còn ở trong nước thì chắc chắn rằng tạo nhiều công việc làm cho đồng bào, đồng hương ở trong nước, thì cái điều đó chúng ta nên ủng hộ. Còn quý vị nói là chụp mũ VinFast, ai ủng hộ VinFast đi xe VinFast là Việt Cộng, theo tôi cái điều đó quý vị nên suy nghĩ lại. Điều đó quý vị công kích điều đó có nghĩa rằng quý vị muốn, chúng tôi không muốn nói là phá đất nước, không cho đất nước phát triển. Nhưng quý vị nghĩ sao? Đồng bào trong nước của chúng ta cần công ăn việc làm, cần sự phát triển và cần sự cạnh tranh. Nếu chúng ta có những cái kỹ thuật chuyên môn và cái công ty hay là company mà compete nhập cảng xuất cảng ra nước ngoài thì chúng ta nên tự hào. Theo tôi thì tôi ủng hộ vấn đề xe VinFast nhập vào Mỹ cạnh tranh với các quốc gia khác nha. Trong số những người mà họ chống đối cái việc mà mua xe VinFast hay là họ chê xe VinFast một cách rất là thậm tệ đó, thì họ cho rằng xe VinFast là đang lắp ráp những cái hàng hoặc là những cái phụ tùng từ ở nhiều nước khác nhau, trong đó có cả Trung Quốc. Thì anh nghĩ như thế nào về cái việc này thưa anh? Thưa anh Minh Giang, họ nói câu này đó, những người này mình không dám nói là họ thiếu kinh nghiệm mà thiếu ý thức. Tất cả các xe trên thế giới, bất cứ một nước nào, đồ phạt, phụ tùng hay là lắp ráp, kể cả ở Mỹ, đều có nhập cảng hay là đều có lắp ráp assembler tất cả các nước, tùy theo nước mà họ contract, tùy theo nước mà họ băng giao, họ đều lắp ráp. Bây giờ xe Mỹ, hiện nay xe Mỹ, thưa quý vị, xe Ford của Mỹ cũng lắp ráp từ China, từ Thái Lan, từ Indonesia, từ Canada,
thì Việt Nam cũng không có lý do gì mà phải là buộc Việt Nam có là phải là đi lấy của Tàu hay là lấy của Ý hay là lấy của Đức, thì cái đó là cái chuyện là thương mại buôn bán với nhau thì buộc. Kể cả chiếc máy bay phi bây giờ Mỹ bị chúng tôi nói cái sơ nè, chiếc phản lực cơ F-35 hiện nay cũng là một số đồ làm tại Trung Quốc, anh Văn Nhân công nhận tôi nói không, thì không ngoại là chiếc VinFast thì cũng có thể họ đi mua phạt làm phạt ở tại China hoặc là làm phạt ở Việt Nam hoặc là làm phạt ở Đại Hàn, đúng không? Thì cái điều đó quý vị không thể nào nói là buộc Việt Nam là phải là làm phạt tại Việt Nam, không cho nhập hàng cản từ Trung Quốc hay là từ Ý hay là từ Đức hay từ Mỹ được. Nói chung là các về cái cơ giới từ phi cơ cho đến hàng thủy cho đến xe hơi đó, đều là nhập cảng các nước trên thế giới. Một cái chiếc xe, một cái phi cơ ra, một chiếc tàu ra đều nhập từ đồ hoặc công nhân đều là khắp nơi trên thế giới về mới hoàn thành được một cái món hàng đó, thưa mình nha. Thì hiện giờ là công ty VinFast đã khởi công rồi, đang tiến hành và đang đổ đất cũng như là có những cái xe cơ giới hoạt động rất là nhiều ở trên một cái mặt bằng rất là rộng lớn lên tới mấy trăm mẫu ở North Carolina. Thì cái chương trình đó nếu như xây dựng là năm 2025 sẽ có những cái lô xe đầu tiên. Và như vậy thì người Mỹ họ đã trải thảm đỏ để mà rước cái VinFast vào để mà sản xuất ở tại Mỹ. Thì theo anh thì nếu mà sản xuất ở tại Mỹ như vậy thì những cái đồ phạt thì đến đâu rồi, người ta có nói rằng là Mỹ coi như sử dụng đồ của Việt Nam hay là họ nói rằng thế này thế khác không? Anh thấy cái sự kiện mà VinFast đầu tư vào nước Mỹ thì góc nhìn của anh như thế nào thưa anh? Chúng tôi rất tự hào. Thưa anh Minh Giang, chúng tôi rất là tự hào. Điều thứ nhất là chúng tôi tự hào người Việt Nam mình, thấy không? Được nhập cảng xe, được chế tạo được xe, mà xuất cảng, đặc biệt xuất cảng lên một đất nước tự do và một đất tân tiến nhất thế giới, mà tất cả đủ mọi xe trên thế giới về đây, mà bây giờ xe Việt Nam của chúng ta lần đầu tiên mà nhập vào đây thì không chừng dễ dàng. Và năm 25 là năm sẽ sản xuất đầu tiên ở Mỹ luôn thì, nữa. Thì thưa anh Minh Nhân, thì chúng tôi nói nó không phải dễ dàng mà nhập vào đây. Như chúng tôi nói trước, nhập vào đây phải đúng tiêu chuẩn, phải đúng tiêu chuẩn theo cái luật lệ của Mỹ, luật lệ của cái sở giao thông ở đây. Thì bây giờ như anh Giang nói là 25 này, như chúng tôi vừa nói trước, thì tôi nói trước đây, thì bây giờ anh Minh Nhân lặp lại. Thì như tôi nói, thì bây giờ VinFast trước đây làm tại Việt Nam, mà mua đột phạt đồ đâu thì khắp nơi trên thế giới thì chúng tôi vừa nói qua, phải không ạ? Ở đâu cũng có thể nhập cảng, xuất cảng, có thể có mua đột phạt để ráp là như chiếc máy bay phi cơ ở Mỹ, mà còn phải mua làm ở tại một số phạt cũng phải mua từ Trung Quốc, phải không? Về đây để lắp ráp lại thành một chiếc phi cơ tối tân nhất hiện nay là chiếc F-35 của Mỹ, phải không nào? Mà nhưng cũng phải là có một số đột phạt có tính bên Trung Quốc, thì bị nói là xe Trung Quốc, xe VinFast là mua đồ Trung Quốc, thì điều đó đây quý vị thấy đất nước, quý vị thấy nó cái điều đó là nó có thể sai lệch hay là không công bằng hay không, đúng không? Thì bây giờ cái thứ hai thì như tôi vừa nói, thì tương lai thì như tôi nói là vừa nói rồi đó, thì tương lai thì VinFast sẽ đến đây mở cái manufacture ở đây, sản xuất xe ở đây, thì quý vị thấy không phải là mở ở Mỹ, sản xuất ở Mỹ mà không mua đồ ở Trung Quốc, không mua đồ ở Việt Nam, không mua đồ ở Ý, không mua đồ ở Đức. Họ cũng phải mua đồ khắp nơi để về ráp thành một chiếc xe. Cũng như xe Mỹ, hiện nay quý vị thấy chiếc xe Mỹ, xe Ford như tôi nói vừa rồi, xe Ford cho bị dễ hiểu. Xe Ford hiện nay cũng mua một số phạt ở Trung Quốc, cũng mua một số phạt ở Canada, cũng mua một số phạt ở Taiwan, Đài Loan, vân vân và vân vân. Thì cái điều mà chúng tôi vừa nói là VinFast đã tạo được công ăn việc làm cho đồng bào của chúng ta ở trong nước là điều chúng tôi rất là tự hào. Mà giúp đất nước được phát triển và chúng ta sẽ có một cái tiếng tốt và tiếng vang là Việt Nam hiện nay đã chế được xe và tương lai chúng ta có thể chế được phi cơ. Và từ từ chúng ta bước từng bước chúng ta sẽ phát triển, mà chúng ta sẽ chế những cái loại chúng ta chế được xe thì chúng ta mà chế được những cái thứ khác, đúng không? Và đồng thời thì tương lai mà nếu mà VinFast đã làm được những chiếc xe VinFast như thế này thì bây giờ họ sẽ không ngại ngùng Mỹ đã chấp nhận họ được xuất cảng qua đây, nhập cảng qua đây, thì bây giờ họ mở một cái hãng chế xe ở tại Mỹ, cái điều đó chúng tôi không ngạc nhiên. Thì như chúng nói bây giờ họ mở một cái hãng xe ở Mỹ, thì như chúng tôi vừa nói, thì họ tạo công ăn việc làm cho người bản xứ và
nói chung và người Việt Nam mình có thể có nhiều công việc làm nói riêng, đúng không? Không là chắc chắn rằng cái người mà chủ của cái hãng xe này họ mướn rất nhiều người Việt Nam chứ, họ giúp đỡ cái người đồng hương của chúng ta ở đây chứ, đúng không? Thì làm sao mà chúng ta chống một số người, hai số người chống một cá nhân, hai cá nhân, thì đó là cái sự đố kỵ hay là chống đối, là thù hận gì của họ, căm hận căm ghét gì của họ. Mình chúng ta phải nghĩ về cái số chung, quyền lợi chung của đất nước và của đồng bào đồng hương chúng ta, tị nạn của chúng ta đây cũng cần công ăn việc làm và tự hào là chúng ta là người Việt Nam có công xưởng, có manufacture, sản xuất xe hơi ở tại đất Hoa Kỳ, chúng ta nên tự hào. Cho nên bây giờ quý vị thấy xe Honda đại hàng, họ bây giờ hiện từ đầu tiên họ cũng đâu có, mà bây giờ họ cũng vẫn sản xuất ở Mỹ, đúng không? Thì chúng ta vẫn tự hào như các nước khác chứ, tại sao chúng ta lại chê bai, chúng ta lại đố kỵ, không? Chúng ta đã kích như vậy, theo tôi thì cái điều đó nó không công bằng, mà điều đó quý vị phải suy nghĩ lại về đất nước của chúng ta đang phát triển, thì chúng ta cầu mong cho đất nước chúng ta tiếp tục phát triển và tiếp tục có xuất nhập cảng càng nhiều càng tốt để giúp đỡ cho cái đồng bào trong nước có công ăn việc làm, thưa mình nha. Một số người họ đã phá xe VinFast ở tại Mỹ thì họ cứ lấy cái lằn ranh quốc cộng hay họ lấy cờ vàng ra họ nói như vậy. Mà thật ra không phải là họ nói về VinFast không, mà vừa rồi có một số người cũng là từng chống cộng hoặc là những người hoạt động ở trong cộng đồng. Nhưng mà bây giờ thì người ta cũng nhìn nhận giống như anh, tức là xác nhận rằng cái xe VinFast làm giúp cho nhiều lao động ở trong Việt Nam. Nói chung là người ta nói theo cái kiểu mà bị những cái nhóm mà chống cộng cực đoan đó nói rằng là bưng bô VinFast, bưng bô Việt Cộng. Thì anh nghĩ cái hiện tượng này là như thế nào thưa anh? Thưa anh Minh Giang, thưa vị, cái những thành phần đó như tôi nói từ đầu, những thành phần mà vì cái hận thù cá nhân hay là phe nhóm đảng phái cực đoan, cho nên họ đem ra cái thù hận đó mà họ đã kích với chính quyền Việt Nam. Vì họ thù hận thì họ thù hận cho chính quyền Việt Nam, họ thù hận cán bộ Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng họ không thể nào mà thù hận cả đồng bào đồng hương chúng ta ở tại Việt Nam. Là lý do là đồng bào đồng hương trong nước của chúng ta cần việc làm, cần cái sự phát triển, còn cái chuyện mà họ chê bai, không, họ thù hận, họ căm ghét đả kích, cái điều đó theo tôi chỉ một số cá nhân. Thì chúng ta không cần để ý đến một số cá nhân đó, mà những số cá nhân đó là không giúp ích gì cho xã hội và cũng không giúp ích gì cho đồng bào chúng ta, đồng bào đồng hương trong nước cả, thưa mình nha. Xin rất là cảm ơn anh, hôm nay anh có những cái chia sẻ rất là cụ thể về cái chiếc xe VinFast sau khi mình trải nghiệm một vòng. Thì chúc anh một ngày thật là vui vẻ. Lời cuối cùng anh có thể là nhắn như thế nào đối với những người cộng đồng người Việt ở hải ngoại, ứng xử như thế nào khi mà những chiếc xe VinFast đầu tư rất là hợp pháp ở tại Hoa Kỳ, thưa anh? Thưa mình, cảm ơn mình hỏi câu này rất là hay. Thì chúng tôi, theo cá nhân tôi và chúng tôi cũng có sự đóng góp ý kiến đến tất cả mình nói là cái đồng hương tị nạn chúng ta ở nước ngoài thôi nha. Thì theo tôi vừa rồi thử chiếc xe VinFast thì chúng tôi thấy chiếc xe đó đủ tiêu chuẩn mà chúng ta có thể là ủng hộ, và chúng ta có thể, nếu có cơ hội, chúng ta có thể sắm nó một chiếc để đi nha. Còn những người mà đã kích này nọ thì quý vị xin lỗi, tôi phải nói coi gì đã kích thì quý vị nghĩ rằng họ đã kích với mà, nhưng quý vị phải thực hành thực tế, phải thử nó quý vị mới biết được. Chứ bị họ, những người mà đã kích nói nó, họ chỉ nói thôi, họ chưa trải nghiệm, họ chưa thử. Mà hôm nay tôi là người anh Minh Giang được cho tôi thử chiếc này, thì tôi nhìn thấy chiếc xe này như quý vị thấy nè, và đứng đây quý vị thấy nè, từ ở sau và ở trước và ở trong nội thất rất là tiện nghi và rất rộng rãi và đầy đủ, rất là đẹp. Chúng tôi phải nói là rất là đẹp, ở trong cái nội thất rất là đẹp, da ghế rất là đẹp. Mà bây giờ hồi nãy chúng tôi chưa thấy ở sau đít cái đuôi này, thì chúng tôi vừa nói là cái đuôi này nó chế không thua gì chiếc Lexus. Chiếc Lexus là loại hạng top đó, đúng không? Nên là loại hạng top của chủ xe Nhật. Thì cái xe quý vị thấy nó không thua gì cái xe Lexus mới hiện nay. Thì tôi mong quý vị,
Nếu có cơ hội, quý vị nên ủng hộ chiếc xe VinFast. Ngoài hơn nữa, quý vị nếu mà quý vị không mua thì VinFast có cái chương trình trợ lý phải không Minh Giang, thì quý vị nên lý một tháng hai tháng đi thử để trải nghiệm coi cái xe VinFast này, để so sánh những cái xe ngoại quốc này, chẳng hạn như Honda, Kia hay vân vân, hoặc Toyota, Nissan, vân 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 vân, để coi quý vị để so sánh là quý vị sẽ có bằng xe này hay xe kia hay không. Chứ quý vị đừng cái nghe sự đả kích của những người thù hận, đố kỵ một số người vì lý do nào đó, vì cái sự thù hận của đảng Cộng sản hay là những người Cộng sản, mà quý vị đã làm hại cho đất nước mình không được phát triển, mà làm đi cái nhục chí cho đồng hương của chúng ta ở ngoài nước, thì vì vậy chính đồng hương chúng ta nên cẩn thận, nên cẩn thận thưa mình nha. Đó là lời khuyên của chúng tôi, quý vị nên trải nghiệm thử chiếc bình xăng. Tôi không phải là quảng cáo, nhưng tôi đã thử. Anh Minh Giang rất hân hạnh hôm nay bất ngờ được anh Minh Giang gặp anh Minh Giang bất ngờ, thì anh Minh Giang lại lái chiếc xe VinFast, thì anh Minh Giang lại cho tôi thử, anh em đi ăn xong cho tôi thử, thì tôi trải nghiệm qua thì tôi rất, theo bản thân tôi rất là thích, rất thích từ trong cái nội thất, từ cái thử lái và cái body từ ở sau và ở trước, và cái tăng tiến của chiếc VinFast không thua gì những cái chi khác thưa anh Hoàng. Đó là chúng tôi đã trải nghiệm qua, thì chính bản thân tôi, thì tôi không phải ở đây là quảng cáo chiếc VinFast thưa vị, thì vì tôi đã, anh Minh Giang cho tôi có cơ hội để thử chiếc VinFast, thì quý vị thấy chiếc xe tôi bây giờ hiện nay mà chưa chắc không có đầy đủ bằng chiếc VinFast, để thấy chiếc xe tôi là gọi tối tân mà cũng không thể đầy đủ bằng chiếc VinFast được, không dám thả cái tay lái ra mà để lái. Vừa rồi thì anh mới vừa nói rằng là chúng tôi vừa ăn xong rồi anh Minh Giang cho lái thử. Như vậy thì có ghi là khán thính giả nghĩ rằng là ông Minh Giang này rủ ông Minh Tâm cho ông đi ăn, hay là đợi ông nói những cái điều gì đó với VinFast, hay là Minh Giang là ông gọi là quảng cáo VinFast. Không, xin thưa quý vị là ngày hôm nay không, đó. Thưa quý vị, đã mình nói câu này trước hẳn rồi đó. Thưa quý vị, tôi lên cái văn phòng của tôi, về tôi với Minh Giang thường gặp nhau, thì tôi chính bản thân tôi không bất ngờ, tôi thấy Minh Giang, tôi rủ anh Minh Giang đi ăn. Đúng không? Dạ, hôm nay là ông Minh Tâm trả tiền cho Minh Giang, chứ không phải là Minh Giang trả tiền. Không, mà Minh Giang cũng không có nhiệm vụ mà đi quảng cáo cho xe VinFast. Ai mua xe mua, không mua thì thôi. Hay là khen chê gì cũng được, chê cũng được, không sao hết. Không, anh em chúng tôi từ từ cuối tuần là rủ đi ăn. Nó đúng rồi. Dạ. Tôi về lý do Sài Gòn này. Ở chỗ tôi, thành phố tôi lên đến đây là 2 tiếng đồng hồ. Đúng không Minh Giang à? Đúng. Lên văn phòng của tôi là 2 tiếng đồng hồ. Thì tôi lên công chuyện của tôi xong, thì lúc nào tôi với anh Minh Giang cũng đi ăn hàng tuần chứ không phải là bữa nay nữa, đúng không? Yeah. Anh em chúng tôi thường, hôm nay tôi ngạc nhiên là khi tôi rủ anh Minh Giang đi ăn, thì tôi đậu xe vô bà Kim, thì anh Minh Giang cũng đến đây ở bà Kim. Thì khi tôi vô nhà hàng xong rồi á, thì anh Minh Giang đến đây, sau khi ra ăn thì Minh Giang ngạc nhiên là anh Minh Giang thấy anh Minh Giang lái chiếc xe VinFast. Đó là cái điều mà chúng tôi xin thành thật mà nói. Thì anh Minh Giang đầu tiên tôi không nghĩ anh Giang cho tôi thử chiếc xe, nói thẳng rồi, tôi xin lỗi, tôi không phải nói mình Giang ích kỷ hay gì như thế nào, tôi không dám nói cái đó. Đầu tiên anh Giang ra thấy chiếc xe VinFast thì mình nói, ôi chiếc xe đẹp quá, thấy chiếc xe đẹp quá, anh Giang nói chiếc xe VinFast. Thì anh Giang chắc mở cửa thì tôi ra tôi ngồi thì ngồi chỉ coi thôi, thật sự chỉ coi xem cái nội thất bên trong nó như thế nào, anh Minh chỉ tôi computer hay là những cái cách thức sử dụng như thế nào ở trong chiếc xe VinFast. Thì tôi nhìn qua nhìn lại chưa không biết sử dụng như thế nào, nó tùm lum toàn computer không, quý vị thấy trong đó quý vị đi chiếc VinFast thì quý vị thấy trong đó toàn computer. Và nếu mà người nào mà xin lỗi quý vị nếu mà không biết sử dụng chậm sử dụng computer hay là tiếng Anh á, thì quý vị sẽ có thể nhầm lẫn, đúng không anh Giang? Đúng không? Đúng rồi, chính bản thân tôi mới lên tôi cũng nhầm lẫn, anh Giang phải chỉ tôi từng chút đó. Thì thưa quý vị, đó là vấn đề điều mà chúng tôi xác nhận như vậy. Thì sau đó anh Minh Giang có nhà ý bảo tôi thử không, thì tôi thử liền, tôi nói là nếu Minh Giang cho tôi cơ hội thử thì tôi thử liền, tại sao tôi không thử. Tại cái xe có việc mình tự hào, chiếc xe Việt Nam mình được sản xuất qua đây mà Mỹ chấp nhận đủ sự an toàn, chứ đâu phải là chiếc xe nhựa qua đây đâu mà Mỹ nó không chấp nhận. Chừng nào Mỹ nó không chấp nhận thì thôi lại, đúng không? Mà cái khi nào mà Mỹ mà nó qua đây mà không chấp nhận, ai dám lái trên đường, mà ai mà dám cho lái, đúng không? Thì điều đó đều tôi xác nhận như vậy. Thì thưa vị, cái đó là vấn đề anh em chúng tôi tâm sự ngồi lề, chứ quý vị đừng nghĩ rằng anh Minh Giang đến đây để giới thiệu chiếc xe VinFast cho tôi, không, mà cái đây là sự ngẫu nhiên anh em chúng tôi gặp thường xuyên, để ngạc nhiên anh em chúng tôi lại đậu xe tôi đâu đây, là xe Minh Giang lại đậu ngay đây,
đến lần đầu thì vấn đề đó là cái sự đó cũng chúng tôi cũng hân hạnh được cái sự mà giới thiệu của anh Giang, mà được anh Giang Minh Giang cho tôi lấy thử một phòng trên ở trong khu dân cư và ở ngoài freeway, thì tôi cảm nhận chiếc xe VinFast rất là an toàn, và cái sự mà tân tiến từ trong ra ngoài thì chúng tôi nói là rất là đẹp. Vâng, rồi kính chào anh Minh Tâm. Hẹn anh trong các chương trình tới. Xin kính chào. Rồi, cảm ơn anh Minh Giang và cảm ơn tất cả quý vị. Xin hẹn quý vị kỳ tới. Thì một lần nữa, xin quý vị nếu có cơ hội, nếu quý vị có cơ hội, cứ thử xe VinFast một lần để trải nghiệm, cho biết và nhìn thấy từ bên trong ra ngoài chiếc xe VinFast đó, nó vừa đẹp mà vừa an toàn nó như thế nào và cách sử dụng như thế nào, thì quý vị để quý vị so sánh với những cái xe ngoại quốc khác, với cái xe Việt Nam của chúng ta. Nếu quý vị thấy cảm thấy good thì quý vị cũng nên tự hào, nên tự hào của người Việt Nam chúng ta chế được xe. Mà quý vị thấy không, hiện nay chúng tôi nói thêm, quý vị thấy có chiếc xe Trung Quốc có chưa có nhập chiếc xe nào vào đây cả, đúng không? Trung Quốc chưa có được nhập xe vào đây. Mình không biết tương lai hay không, mà hiện nay quý vị chưa thấy xe Trung Quốc hay xe Đài Loan, Singapore nào vào đây cả. Mà Á Châu chúng ta, người Việt Nam chúng ta rất tự hào chiếc xe VinFast được vào đây trước Trung Quốc, thì chúng ta nên tự hào. Vâng, rồi rất là cảm ơn anh Tâm. Xin chào anh. Okay.